Công ty mà tôi muốn thông báo với các mọi người đó là thành phần đội U23 tập trung tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong tuần này thì hầu như sẽ không là nhóm để thi đấu và là U23 châu Á sắp tới. Thành phần thực sự của đội U23 để chuẩn bị và thi đấu cùng với trong vòng U23 châu Á sắp tới thì sẽ chỉ tập trung cách đầy đủ tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 29/8 trong tuần sau. Về danh sách tập trung này thì tôi cũng đã gửi tới các bộ phận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tương tự là danh sách của tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp Palestine trong FIFA 2019 này, chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu hội quân với đầy đủ các cầu thủ vào ngày 1/9 và danh sách thì cũng đã được chuyển tới Liên đoàn rồi. Đối với đội tập trung của đội tuyển và thành phần các cầu thủ đang có mặt tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi có hai mục tiêu. Thứ nhất đó là đối với 4 cầu thủ nhóm đội tuyển quốc gia. Nhưng các bạn có thể biết được rằng 4 cầu thủ này được biên chế các câu lạc bộ thuộc nhóm top dưới của V-League và hoạt động thi đấu của 4 cầu thủ này đã kết thúc từ ngày 11/8 và để chuẩn bị một cách tốt nhất thể trạng của các cầu thủ này hướng tới trận đấu giao hữu gặp Palestine vào ngày 11/9 thì tôi quyết định đã triệu tập 4 cầu thủ này lên đội quân sớm hơn. Ngoài ra có 2 cầu thủ mà tôi đánh giá là nguồn cốt chủ chốt của đội tuyển U23 tại vòng loại sắp tới, đó là Lê Quốc Việt Nam và Âu Minh Trọng của câu lạc bộ Đồng Tháp. Thì đây là hai cầu thủ tôi chắc chắn sẽ giữ lại khi mà danh sách U23 được công bố vào tuần sau thì cũng là châu Á và hoạt động thi đấu của hai cầu thủ U23 này thì đã kết thúc cách đây cũng khá là lâu rồi và vì vậy mà tôi đã quyết định triệu tập số hai cầu thủ này thì lên đây và duy trì thể trạng. Mục tiêu thứ hai đó là đồng thời để tạo thêm sự cạnh tranh và dự án cho nhóm cầu thủ tiêu trọng tâm đó là duy trì thể trạng ở đợt này thì tôi cũng đồng thời đề xuất với liên đoàn đó là tôi muốn tận dụng quãng thời gian trong tuần này để triệu tập một số lượng nhất định các cầu thủ trẻ, đặc biệt là số lượng cầu thủ này không có được nhiều cơ hội thi đấu đá chính tại câu lạc bộ chủ quản của mình, đồng thời không nằm trong danh sách được đăng ký thi đấu tại giải U23 đông nam á đang diễn ra tại Thái Lan. Số cầu thủ này được chọn lọc từ việc mà tôi đi quan sát các trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu thuộc tầm ngũ đội trong 6 tháng vừa qua. Số cầu thủ này có mặt tại đây chúng ta khó lòng có thể gọi tên đó là đội tuyển U23 quốc gia thực sự. Tôi muốn dùng từ gọi là đội tuyển trong U23 tập hợp nhiều cầu thủ mà tôi có thể coi là trẻ và rất là mới, nhưng mà những cầu thủ này thì sẽ là nòng cốt để hướng tới, có thể là nòng cốt hướng tới các mục tiêu xa hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói rằng là bởi lẽ là chúng ta sẽ có nhiều giải đấu khác nhau ở các cấp độ, đặc biệt là ở cấp độ U23 hiện tại thì chúng ta có nhiều những nhiệm vụ và giải đấu khác nhau. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang ở đội U23 cũng có thể gọi là U23 bởi lẽ là đội hình này đang tham dự giải U23 đông nam á. Tuy nhiên thì đội bóng đội tuyển này là tập hợp của nhiều các cầu thủ còn rất là trẻ, thậm chí là có U17, có U20. Và vì vậy mà tôi khó lắm có thể coi được là rằng đó là đội tuyển U23 thực sự và bao gồm những mạnh nhất, và đó là một cái rất là bình thường khi mà chúng ta có nhiều giải đấu và nhiều cuộc khác nhau trong cùng thời gian. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói như vậy để mọi người có thể hiểu được bản chất tốt nhất về các tên gọi này. Tất nhiên là chúng tôi đang trong quá trình mà để chuẩn bị hướng tới loạt trận vòng loại World Cup tổ chức vào tháng 11, bắt đầu từ tháng 11. Với công việc hiện tại của tôi đó là đội trưởng của cả các đội tuyển quốc gia và U23 thì vị trí này cho tôi một lợi thế rất lớn để có thể được làm việc, được quan sát một số lượng rất là lớn các cầu thủ. Trước đó thì chúng tôi đã trải qua quá trình làm việc với các cầu thủ tại SEA Games, cùng với đó là tập trung vào tháng 6. Vào tháng 9 tới đây thì cả hai đội tuyển quốc gia đã có trận đấu giao hữu gặp Palestine. Đội tuyển U23 đã thi đấu với mặt U23 châu Á. Sau đó tiếp tục vào FIFA tháng 10, chúng ta sẽ có các trận đấu giao hữu quốc tế chuẩn cho đội tuyển quốc gia. Và tôi tin đây sẽ là các cơ hội rất là tốt để cho chúng tôi tiếp tục làm việc với các cầu thủ và từ đó tôi thể xây dựng ra và đưa ra những thử nghiệm nhằm tìm ra được các cầu thủ bí dụng nhất để sử dụng cho mặt trận tháng 11. Trên thực tế thì tôi đã thực hiện sự chọn lọc đội hình thông qua những gì mà tôi cách làm để chuẩn bị mình trong trận đấu giao hữu của tháng 6 ở Syria rồi, khi mà đội hình sử dụng trong trận đấu đó và sự pha trộn giữa cả
trên 23 tuổi và dưới 23 tuổi. Đối với đất nước tháng 9 này thì do cả hai đội tuyển có những nhiệm vụ riêng biệt của nhau cho nên sẽ khá là khó để chúng ta có được một đội hình có sự va chạm với mặt trận đấu giao hữu và Palestine. Tuy nhiên thì tôi sẽ tiếp tục áp dụng công thức này cho các trận giao hữu vào tháng 10 để từ đó thì tới tháng 11 tôi sẽ tìm ra một đội hình lý tưởng và phù hợp nhất. Với thể thức mở rộng của World Cup 2026 khi mà châu Á được trao 85 suất tham dự thì đương nhiên là các quốc gia Đông Nam Á không ngoài Việt Nam thì cả các quốc gia quốc đầu khu vực như là Thái Lan, như là Indonesia, Malaysia chỉ là cả Philippines nữa thì đều có quyền đặt tham vọng sẽ đi sâu ít nhất là vượt qua vòng loại thứ hai này. Dựa theo kết quả bốc thăm thì tôi nghĩ là tất cả các đội sẽ đều đặt ra những mục tiêu riêng của mình, bao gồm kể cả những đối thủ mà tôi nghĩ mọi người đang đánh giá rất thấp đó là Philippines, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng Philippines tham dự vòng loại World Cup sắp tới trong các loạt trận này thì sẽ không phải đội tuyển Philippines mà lực lượng họ cử đi tham dự SEA Games hay là AFF Cup. Bởi lẽ nếu mà chúng ta kiểm tra danh sách đội tuyển Philippines tập trung ngay ở FIFA tháng 9 này thì chúng ta sẽ thấy là không có cầu thủ nào của đội tuyển quốc gia Philippines đang thi đấu trong nước cả. Và đó là một yếu tố mà chúng ta cần phải hiểu rằng nó sẽ không có bất kỳ một trận đấu nào sắp tới ở vòng World Cup là một trận đấu dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam cả. Vì vậy mà chúng tôi sẽ càng phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn nữa nhằm hướng tới một cái điểm rơi phong độ tốt nhất khi mà bước vào trận đầu tiên là Philippines tại Manila vào ngày 16 tháng 1 sắp tới. Tính đến thời điểm này thì tôi đã làm việc cùng với bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam 6 tháng rồi. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình của mình. Lối chơi và triết lý bóng đá mà tôi muốn hướng tới đó là làm thế nào để chủ động định đoạt số phận của chúng ta trên sân bóng thông qua việc đầu tiên đó là kiểm soát bóng và những nhân tố mà tôi muốn sử dụng đó là các cầu thủ phù hợp với cách chơi này. Với việc mà tôi cùng lúc làm việc với các cầu thủ U23 thì qua những cái gì mà tôi đã từng trải nghiệm với bóng đá Nhật Bản trước đây thì có một điểm đó là chúng ta có thể biết được rằng hiểu rằng các cầu thủ trẻ càng trẻ thì sẽ càng linh hoạt hơn, dễ dàng thay đổi thích nghi hơn với những điều mới. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng tôi không thể lại đánh vượt đối với bất kỳ cầu thủ nào. Tất nhiên là trong suy nghĩ của tôi hiện tại thì tôi cũng đã có những lựa chọn nhân sự nhất định trong suy nghĩ của tôi rồi. Bởi lẽ nhiệm vụ của tôi với tư cách là một huấn luyện viên cũng sẽ là làm thế nào để phỏng đoán được, dự phóng được về những sự thể của cầu thủ ở trên sân. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, tôi muốn trao cơ hội bình đẳng cho nhiều cầu thủ khác nhau. Có lẽ là tới hết tập trung tháng 10 thì tôi mới có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra những sự lựa chọn và chọn lọc về nhân sự lý tưởng nhất, hợp lý nhất. Trong bản danh sách của tôi hiện tại, trong sự cân nhắc của tôi thì đang có khoảng 60 cầu thủ có thể cạnh tranh từ các vị trí khác nhau trong một thời gian. Tuy nhiên thì cầu thủ sau cùng sẽ là cầu thủ phù hợp nhất, tốt nhất để đảm bảo lối chơi chủ động. Họ dám chơi, họ dám thực hiện lối chơi mà tôi đề ra, đồng thời có đủ những bản lĩnh để cả trong thời điểm có bóng hay không bóng hoặc là tốt hay không nghiêm mà tôi giao họ. Để nói về sự ưu tiên thì tôi có thể khẳng định được là cả đội tuyển quốc gia và U23 thì đều là ưu tiên của tôi. Sự khác biệt duy nhất giữa hai đội ở trong đợt tập trung tháng 9 này thì đó là đội tuyển quốc gia thì sẽ thi đấu một trận đấu chính thức ở cấp độ giao hữu, còn U23 thì sẽ thi đấu 3 trận đấu chính thức ở trong một giải đấu. Đối với tôi thì tất cả mọi nhân sự ở trong đội hình kể cả là ban huấn luyện hay là cầu thủ chúng tôi đều chia sẻ chung với nhau một triết lý, một thông điệp, một tổ chức và chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những hoạt động sinh hoạt chung với nhau và như vậy thì tôi coi không có một ranh giới, một giới hạn nào giữa hai đội bóng cả. Tôi luôn luôn nói với tất cả các bạn cầu thủ ở trong cả hai đội đó là các bạn đều là những cầu thủ đại diện ưu tú nhất của đất nước Việt Nam và tôi coi trọng tài năng của một cầu thủ bằng 16 tuổi như tương đương như một cầu thủ 35 tuổi. Trong đợt tập trung tới đây thì chúng tôi sẽ có hai hình thức tập luyện, hai cách tổ chức, có thể là những buổi tập riêng của hai đội hoặc là có những buổi tập chung của hai đội chung với nhau. Với việc là U23 sẽ có mặt tập trung một quân sớm hơn từ ngày 29 tháng 8 thì ngày 29 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9 thì sẽ là đội U23 tập riêng. Còn kể từ thời điểm tuyển quốc gia đội quân ngày 1 tháng 9 chúng tôi sẽ có khoảng 2-3 ngày trong đó là hai đội tuyển tập luyện
chung với nhau. Và như vậy thì đối với tôi không có đội tuyển nào là ưu tiên, và tôi dành sự quan tâm cho cả hai đâu. Còn sự phân công nhân sự của ban huấn luyện thì sẽ tùy thuộc theo cái thi đấu thực tế mà chúng tôi có được để đảm bảo sao cho sự huấn luyện và giám sát cầu thủ được sâu sắc nhất. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, thì tôi có thể nói là trên thực tế ở thời điểm hiện tại đúng là không có cầu thủ Việt Nam nào trên thực tế ở hiện thời hiện tại là sự thi đấu ở nước ngoài. Chúng ta có thể nói như vậy. Nhưng tất nhiên là chúng ta cũng phải nhìn thấy vào một cái hiện thực khác, đó là các tiền đạo Việt Nam tại Việt Đức thì có một cái phong độ chúng ta có thể nói là một số giải đã ghi được 2-3 bàn thắng thôi. Đối với cá nhân tôi thì các cầu thủ Việt Nam đều có năng lực, đều có sự kỷ luật, có sự chịu khó, biết lắng nghe sự chỉ bảo của các đội viên, và khi họ khoác lên mình chiếc áo của quốc gia thì họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ màu áo của đội tuyển. Đối với tôi thì các cá nhân hiện tại, rất nhiều cá nhân của đội tuyển hiện tại đáp ứng yêu cầu cơ bản về chuyên môn của tôi. Chúng ta có thể nói chỉ trích Công Phượng hay Văn Toàn, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nhìn lại một số vấn đề khác trong đội tuyển hiện tại. Chúng ta có thể lên, chúng ta có những chuyên mình thế nào này ở Philippines thì cũng không có một nguồn bàn quá cao. Và thực tế là trong đội tuyển Việt Nam không có một cá nhân nào chúng ta có thể khẳng định được là có tài năng xuất chúng như vượt trội ở tầm cỡ châu lục chẳng hạn. Tuy nhiên tôi có thể lấy một ví dụ tốt mà chúng ta có thể chứng kiến thời gian gần đây, đó là hai trận đấu của câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng loại Champions League. Các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu cùng nhau, chiến đấu cùng nhau trong tập thể của lối chơi, chúng ta có thể chứng kiến là nó hoàn toàn có thể là mình bất ngờ, nhưng thành tích mà chúng ta không ngừng tới, bất chấp là tôi biết là chúng ta rất hay chỉ trích chất lượng nói chung của Philippines cũng như là các câu lạc bộ trong nước nói chung. Để trở lại với chủ đề Công Phượng và Văn Toàn, tôi có thể nói được rằng là đối với trường hợp hai cầu thủ này ở thời điểm hiện tại thì còn quá sớm để gạt họ ra khỏi danh sách triệu tập. Bởi lẽ là chúng ta cũng có thể hiểu rằng trình độ của họ vẫn nhìn hơn nhiều các cầu thủ khác được sử dụng và đá chính thường xuyên tại Philippines. Bản thân tôi thì tôi không muốn đánh mất họ, và nếu mà chúng ta lấy những tiêu chí cơ bản đó là phải thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ để được triệu tập lên đội tuyển, thì ở Pháp tôi có thể lấy ví dụ đó là ở thể thao sang Pháp, tiêu chí cơ bản có lẽ là ngoại trừ trường hợp cá biệt của MP thì để triệu tập vào danh sách của thể thao sang Pháp thì có lẽ là ít nhất các cầu thủ đó phải thi đấu trong các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, thi đấu thường xuyên tại Champions League chẳng hạn. Nhưng ở Việt Nam chúng ta là khác đi, chúng ta phải có sự điều chỉnh. Tất nhiên là chúng ta sẽ có sự bảo quản trong một số những trường hợp cá biệt như là Công Phượng hay Văn Toàn, nhưng song song với đó chúng ta vẫn có sự thử nghiệm, có sự tích cực, có sự cạnh tranh với những thủ khác, và có lẽ câu trả lời cuối cùng cho việc là có sử dụng được cầu thủ nào hay không thì chúng ta phải đến sau những trận đấu, sau những thử nghiệm sắp tới thì chúng ta mới có câu trả lời chính xác. Đối với đợt tập trung tháng 9 này thì tôi dự kiến nó sẽ tập trung triệu tập khoảng 6-7 cầu thủ. Và tất nhiên là tôi nhấn mạnh lại một điều, đó là không gọi là tập trung này thì không có nghĩa là cầu thủ đó không có cơ hội để qua các tuyển quốc gia nữa. Trong đợt tập trung tháng 6 thì tôi đã gọi và làm việc với một số cầu thủ, một số gương mặt coi là mới, và đợt tháng 9 này thì tôi tiếp tục duy trì chính sách đó. Tới tập trung tháng 10 thì sau khi U23 kết thúc lịch sử tại vòng loại châu Á thì tôi sẽ có sự chọn lọc để kết cầu thủ trẻ cùng với các cầu thủ trên 23 tuổi. Để làm sao để làm được chúng ta cho bản thân của mình thứ nhất. Sau những thời gian mà chúng tôi làm việc với các cầu thủ tại lần trung tháng 6 thì tôi cũng đã thu nhận được về bản thân mình một số cái thông tin nhất định về sự thể hiện về năng lực của cầu thủ. Trong lần trung tháng 9 này tôi tiếp tục cùng các cầu thủ sẽ bù đắp những gì mà chúng tôi đã làm được tại lần trung tháng 6 vừa qua. Theo tôi được biết thì Philippines đang trong quá trình xin được cấp quốc tịch Việt Nam rồi. Và đối với tôi, những gì mà tôi quan sát được thì Philippines đang thể hiện một phong độ rất ổn định trong mùa hóa của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và ngoài ra thì tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua một cái
biết rằng thì nâng tầm và cải thiện chất lượng của quốc gia thì chúng ta có nhiều cái cạnh chúng ta phải thực hiện. Thứ nhất là bao gồm về nâng cấp cơ sở vật chất, thứ hai đó là nâng cấp chất lượng huấn luyện viên, thứ ba đó là tăng cường chất lượng đào tạo của trẻ và một cái cạnh nữa, và đây là cái cạnh mà rất nhiều đội bóng châu Phi đã và đang làm rất tốt, đó là chiêu mộ các cầu thủ có gốc khác sang Mỹ để phục vụ cho quốc gia nước mình. Chúng ta có thể thấy sự cải thiện rõ rệt trong thành tích của nhiều đội tuyển châu Phi như Maroc, như Cameroon, Senegal, Algeria, và chính sách này đang được một số bóng đội tuyển trong khu vực cũng như châu lục thực hiện rốt ráo. Chúng ta có thể thấy được trường hợp của Indonesia, Thái Lan, Philippines và thậm chí là một đội tuyển có truyền thống như Nhật Bản thì họ cũng đang coi trọng hơn các cầu thủ mà có hai quốc tịch hoặc có hai nguồn gốc. Tất nhiên là với hoàn cảnh của Việt Nam hiện tại thì quá trình này là sẽ chưa được hoàn toàn dễ dàng thuận lợi. Tuy nhiên riêng trong một lý thuyết thì tôi hiểu được rằng là việc sinh mục đích của cậu ấy đang được sự kiện thuận lợi. Ngoài trường hợp của Việt Nam thì sau này tôi hy vọng sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều cầu thủ khác, bởi vì chúng ta biết được rằng số lượng các cầu thủ bóng đá có nguồn gốc Việt Nam đang thi đấu ở các quốc gia nhiều hơn